Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 150 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quan, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Ngược Về Minh Triều tập 150 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lúc bấy giờ, Mạch Tử Uy bị công chúa Vĩnh Thuần đánh cho ngã lăn lông lốc trên mặt đất. Trong số những người mà sáng nay, Thọ Ninh Hầu đích thân chọn ra có tú tài nghèo Hoa Kiêu Dương trong đám người. Nhìn thấy như vậy thì vừa sợ, vừa giận, xông lên trước hét lớn. Các ngươi sao lại thổ lỗi như vậy? Mạch huynh chỉ đùa thôi mà, sao các ngươi lại động thủ đánh người như vậy? Bàn tay trắng như phấn của công chúa Vĩnh Thuần nhấc lên, Hoa Kiêu Dương lập tức xoay người, vèo một cái, lùi đến bên cạnh Mạch Tử Văn đang hấp hối, ôm lấy y, vừa liều mạng lay gọi, vừa ra sức xoa vào trung quyền của y, vội vàng lên tiếng hỏi. Mạch huynh không sao chứ? Ác, nhẹ tay, để cho ta thở. Vị nhân huynh họ Mạch bị y lay, vừa mới thở được một chút, thì lại bị hụt hơi, thở không được. Hoa Kiêu Dương lập tức hô. Người đâu, mau thông báo cho người nhà Mạch công tử, đón huynh ấy về, mau chóng chạy chữa đi. Không, ta... Mạch nhị thiếu gia kháng nghị không có hiệu quả, bị rất nhiều vị hảo huynh đệ nhiệt tình nâng đỡ dậy. Muốn lại mục của ngũ thành binh Mã Ti mau chóng thông báo cho người nhà y để mang y về. Những người đã qua cửa gặp mặt lát nữa phải chính tay viết tên họ, quê quán, nơi ở, đợi quan phủ đi điều tra, xác nhận có bịa đặt thân phận, giả mạo người khác, gia thế có trong sạch không. Giờ tên họ Mạch kia bị bắt đi rồi thì họ bớt đi được một đối thủ. Lại mục của ngũ thành binh Mã Ti dẫn theo đám người kiến xương hầu vào. Địa vị của ngũ thành binh Mã Ti ở kinh sư không khác gì cảnh sai. Gã không dám đắc tội kiến xương hầu, lại sợ những người này muốn gã bắt giữ hung thủ, đang lúc nhân cơ hội chuồn mất, vội tỏ vẻ mạng người không liên quan gì đến mình, gọi mấy sai dịch lại bắt lấy Mạch Tử Uy đang không ngừng la hét dãy giụa kia lôi ra bên ngoài. Hoa Kiêu Dương thấy một người đã bị bắt đi, dưng dưng đắc ý, lùi vào trong đám người, vung nắm tay lên hô lớn. Vị công tử này phẩm chất quá kém cỏi, một câu không hợp liền ra tay đánh người, có tư cách gì ứng tuyển phò mã đây? Chúng ta kháng nghị, chúng ta mạnh mẽ yêu cầu hủy bỏ tư cách tham gia của người này. Đám người ứng tuyển chủ chốt liền vội hòa nhịp, nhất thời nắm tay san sát nhau, khí thế ngất trời. Công chúa Vĩnh Thuần thấy khí thế này thì bị chọc cười, nàng bình thản không sợ, chắp tay đứng đấy, nhìn trái ngó phải ước gì có người bước lên ra tay. Chỉ đáng tiếc, những người này tuy la hét rõ rạc, thế nhưng lại chỉ đứng lý luận tại chỗ, không ai động thủ cả. Vị Lâm Lạc Gia xuất hiện kinh người kia là người duy nhất biết võ trong đám người này. Đứa nhỏ thành thật kia không có tâm kế nhiều như đám người này, vừa rồi đã bị bọn họ âm thầm công khai đả kích, châm biếm một phen, khiến cho y xấu hổ vô cùng, tự cảm thấy căn bản không có tư cách ứng tuyển phò mã, nên đã có lòng buông tha việc này, nên đương nhiên sẽ không đi theo bọn họ đánh nhau. Trương Diên Linh thấy tình hình hỗn loạn như vậy, có chút hối hận không nên dung túng hai tỷ muội nàng trà trộn vào trong Chư Vương phủ. Lúc ở trong cung, nghe nói hai đứa cháu gái họ ngoại muốn đến phủ của mình chơi, Trương Diên Linh rất vui mừng. Kết quả vừa ra khỏi hoàng cung, Vĩnh Thuần liền hò hét muốn đến Chư Vương phủ. Lúc này, Trương Diên Linh mới biết đã mắc mưu. Có điều mục đích của ông ta chỉ là muốn kéo gần quan hệ với hai vị công chúa này. Chỉ cần các nàng vui vẻ thì được rồi, còn chuyện có đến hầu phủ hay không thì cũng không quan trọng. Cho nên, liền dẫn hai vị công chúa đến đây. Tuy rằng xưa nay Trương Diên Linh cũng chèn ép láng giềng, nhưng những người trước mắt chẳng qua chỉ là một đám trẻ choai choai miệng còn hôi sữa, cho nên đương nhiên ông ta sẽ không so đo với những người này. Trương Diên Linh đang muốn bảo vệ công chúa, bảo công chúa Vĩnh Thuần bất giận thì Lưu Đại Bổng Trùy ưỡn bụng đi vào trong hậu đường, liếc thấy những người này đang ồn ào la hét, hắn lập tức quát lớn một tiếng. Là cái gì hả? Các người đến chiêu phò mã hay là con nít đến tập làm người lớn đây? Đám ứng tuyển phò mã lập tức bị vị thúc thúc râu rậm này làm cho kinh hãi, những nắm tay trên không trung từ từ bỏ xuống. Lưu Đại Bổng Trùy uy phong bắt diện, trừng mắt nhìn bọn họ, đưa tay chỉ ra nói.
Đi, qua đó đăng ký, có thể kể chi tiết tên họ, quê quán, sinh thần bát tự, nơi ở gia đình bao nhiêu thì kể chi tiết bấy nhiêu. Viết xong thì cút đi. Đợi đến khi Lý Chính Bảo Giáp thông báo tham gia thi tuyển đợt 2. Sao? Còn không nhanh lên, còn ở đây để ăn cơm chiều luôn sao? Quốc công gia hôm nay không có thời gian rỗi mà trả lời các ngươi đâu. Nói cho các ngươi biết, hôm nay là ngày đại hỷ của quốc công gia chúng ta kìa. Làm trễ giờ ngày ấy vào động phòng ư? Nếu chọc cho quan chủ tuyển, không vui. Những lời này có hiệu quả hơn so với bất cứ thứ gì. Mọi người lập tức như ong vỡ tổ mà nhào về phía chỗ ghi danh, nhấc bút mài mực, bắt đầu ghi lại lý lịch của mình. Lưu Đại Bồng Trùy chuyển mắt nhìn hai tỷ muội công chúa Vĩnh Phúc, không khỏi ngạc nhiên mà cười nói: Này, hai vị tiểu ca, các vị đến đây dự tuyển hay sao? Nhân phẩm tướng mạo này có chút khí chất của phò mã gia đấy, còn không mau đi đăng ký đi. Cơn giận còn sót lại của công chúa Vĩnh Thuần vẫn chưa tắt, nhưng công chúa Vĩnh Phúc lại cười nhẹ một tiếng, chắp tay nói: Đa tạ quan sai đại nhân, hai huynh đệ chúng ta đến đây để tìm người, chứ không ứng tuyển phò mã. Ngài là thủ hạ của uy quốc công Dương đại nhân sao? Đúng vậy, ta vốn là binh lính trong kinh doanh, sau đó thì đi theo Dương đại nhân, Dương công gia. Các vị không ứng tuyển phò mã sao? Không tốt không tốt, nếu được tuyển làm phò mã, vậy chính là trà đạp các vị rồi. Lưu Đại Bồng Trùy cười híp mắt nói. Công chúa Vĩnh Phúc vừa nghe thì trong lòng có chút không vui, đôi mắt đẹp khẽ liếc gã một cái nói: Làm phò mã, lấy đương kim ngựa muối, là một hoàng thân quốc thích thì có gì không tốt chứ? Nếu như là uy quốc công gia nói thì có thể lượng thứ được. Nàng thật sự có chút không vui, hôm nay nhìn thấy những người triệu tập ở đây đã khiến cho nàng thất vọng. Bây giờ ngay cả một gia tướng nho nhỏ trong Dương phủ mà giọng điệu cũng lớn như vậy, trong lòng nhất thời thấy không vui. Lưu Đại Bồng Trùy xì cười nói: Công gia nhà ta đương nhiên không phải chịu tội này, chẳng qua là ta... Gã vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói: Nếu công chúa nhìn chúng ta, ta cũng không muốn làm phò mã đâu. Vừa dứt lời thì đến cả công chúa Vĩnh Thuần cũng không vui, những cao mày liễu cả giận mà nói: Làm phò mã chính là phúc khí tu mấy đời mới có gì mà không tốt chứ? Lưu Đại Bồng Trùy cười ha ha, vung tay nói: Được rồi, hai tiểu tử các ngươi thì hiểu cái gì chứ? Muốn tìm người thì tìm người đi. Đại nhân nhà ta hôm nay lấy vợ, ta phải vội về phủ hầu hạ đại nhân đây. Làm phò mã tốt sao? Làm phò mã ra thì mỗi tháng phải cầm túi gạo đi lĩnh tiền quân, có bản lĩnh lớn hơn nữa cũng không thể làm quan được, cả đời không có tiền đồ gì cả. Là một nam nhân chỉ dựa vào vợ thì có gì tốt chứ? Người nói coi, cứ như là ngươi cưới vợ đi, nhưng người ta sống trong cung, muốn gặp mặt nhau cũng giống như nghiêu lang trúc nữ vậy. Vậy thì có gì khác với cô độc đâu chứ? Đã không thể nạp thiếp, lại không thể bỏ vợ. Làm đàn ông mà nhìn thấy vợ thì phải khom người vái chào, uất đức muốn chết à? Trương Diên Linh vội ho một tiếng nói: Ninh nhi, chúng ta đi thôi. Khoan đã. Công chúa Vĩnh Thuần giận rồi, phẫn nộ chỉ vào chóp mũi của Lưu Đại Bồng Trùy mà nói: Người thì biết cái gì chứ? Đường kim công chúa Vĩnh Thuần, thiên kiều bá mỹ, là mỹ nhân nhất đẳng trong nhất đẳng kìa. Người nói làm phò mã không tốt, làm phò mã không tốt thì sẽ có nhiều người đánh nhau vỡ đầu tranh giành như vậy sao? Lưu Đại Bồng Trùy ôm bụng cười to nói: Tiểu tử ngươi thật biết đùa mà. Công chúa Vĩnh Phúc đẹp thì ta biết, đại nhân của ta từng khen ngợi, nói công chúa Vĩnh Thuần và Văn Tâm phu nhân của chúng ta khí chất tương đương. Đường Nhất Tiên cô nương cũng nói như vậy. Nếu thật sự giống như Văn Tâm phu nhân của chúng ta thì chắc chắn là rất đẹp, nhưng đẹp thì có thể làm cơm ăn hay sao? Người tự mình nhìn đám phế vật bên kia đi, được mấy người có tài đây. Những người chúng tuyển phò mã này không có một ai mà công gia chúng ta vừa ý cả. Cả một ngày công gia chúng ta lắc đầu đến sắp thành chống bỏi rồi. Tiểu tử à, nói cho người biết nha, trong 100 người có bản lĩnh thi cử nhân, đậu tiến sĩ thì có tới 99 người không nguyện ý làm phò mã đâu. Những đại bộ phận có tiền, có thế cũng không ai nguyện ý làm phò mã cả. Nhà hoàng thượng cái gì cũng tốt, chỉ có làm phò mã không tốt thôi. Được rồi, ta cũng không có thời gian ở đây nói rõ những đạo lý này với người đâu. Hôm nay đại nhân chúng ta lấy vợ chính là lấy Văn Tâm phu nhân. Văn Tâm phu nhân và công chúa xinh đẹp như nhau cả, nhưng người ta hiền lành biết bao nhiêu chứ. Lấy về nhà thật sự có thể làm một người vợ, không giống với lấy công chúa là lấy một tấm bảng về nhà. Không việc gì thì đi mau đi, đừng có lan lộn ở đây nữa đi. Nếu thật sự chọn chúng người, ngươi không muốn lấy cũng không được. Vậy thì cả đời này chẳng phải là xong rồi hay sao? Lưu Đại Bồng Trùy đánh giám xong rồi thì dưng dưng đắc ý quay lại tiền đình, làm cho tiểu công chúa Vĩnh Thuần tức đến giơ chân nắm chặt tay căm giận nói: Buồn cười, nói công chúa hoàng gia trở thành nữ tử không ai thèm sao? Dương Lăng dạy hạ nhân như vậy sao? Thật là nói sằng nói bậy mà. Sắc mặt của công chúa Vĩnh Phúc lại trắng bệch, nàng chỉ biết sau khi công chúa thành thân thì phải sống trong thập vương phủ, phu thê không thể thường xuyên gặp nhau, nhưng nàng không lo cơm áo, lại là nữ tử quý như thiên tuế,
học vấn không cao thì tiếp tục cố gắng, cho nên trước nay không cần cũng có thể nghĩ được nhiều vấn đề như vậy. Trong kịch nói, công chúa Chiêu Phò Mã không tìm được một người anh tài kiệt xuất sao? Hóa ra cách nhìn của dân gian đối với công chúa là như vậy. Khó trách những hạ nhân trong Thập Vương Phủ đều coi thường Phò Mã, cho dù là bọn họ có ăn mặc đẹp đẽ như thế nào đi chăng nữa. Hóa ra xuất thân của bọn họ vốn không cao minh. Khó trách những người ứng tuyển lúc nãy lại thô bỉ, không chịu nổi. Thì ra những người tài hoa hơn người, chân chính, đều hy vọng làm quan làm tướng. Thiếu niên gia cảnh sung túc cũng không muốn chịu trói buộc như vậy. Trước giờ chưa từng có người nào dám nói thẳng chuyện này với công chúa. Những lời này của Lưu Đại Bổng Trì thật sự là một đả kích quá lớn đối với một công chúa cao ngạo, kiêu căng, luôn tự cho mình là thiên chi kiêu nữ mà. Sự chênh lệch tâm lý này cực lớn đã giúp cho nàng đột nhiên hiểu ra. Vốn dĩ cho rằng bản thân mình là thiên chi kiêu nữ, là của quý trong lòng của thiếu niên tuấn kiệt trong thiên hạ. Nhưng hóa ra người muốn lấy nàng đều là những con sâu gạo, không có chí hướng, tài cán kém cỏi, muốn dựa dẫm vào bổng lộc Phò Mã, hồi môn của công chúa để thanh nhàn cả đời. Người tuổi trẻ tài cao, chân chính lại e sợ tránh không kịp. Ngay cả gia tướng phủ công Ca Gia vô cùng thô bỉ vừa rồi cũng như vậy. Trước mặt lại có hai thiếu niên trúng tuyển đi vào, vui mừng hớn hở, đắc chí tự mãn đi vào hậu đường. Công chúa Vĩnh Phúc đột nhiên sinh lòng chán ghét, sự chán ghét đến cực độ. Thiếu niên trước mặt diện mạo thế nào, thân phận ra sao, có tài cán gì, nàng căn bản không muốn chú ý. Nàng chỉ biết những người trẻ tuổi tự tập ở trong căn phòng này không có một ai thật sự đến vì nàng. Vĩnh Phúc nàng chẳng qua chỉ là một tờ chiếu mệnh mà hoàng thượng ban cho mà thôi. Cưới nàng chính là tiếp nhận một tờ chiếu mệnh, lấy được một chức quan. Nam nhân mà mình mặc áo cưới, phủ khăn đỏ, vui vẻ hoan hỉ phó thác, trung thân đại sự chỉ xem mình như một chén cơm vàng mà hoàng thượng ban cho mà thôi. Thật ra Vĩnh Phúc vẫn nghĩ phu thê nhà bình thường, trước khi cưới gả cũng không biết chút gì về tướng mạo, tình hình, phẩm chất, tính tình của đối phương cả. Đều là vào động phòng trước rồi sau đó nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau sâu sắc, bạc đầu tới già. Nam nhân mà công chúa tìm cũng hẳn cũng sẽ chịu được. Có điều bởi vì thân phận của công chúa nên làm trượng phu cũng rất ít dám trêu đùa thân thiết. Thêm vào việc một năm khó gặp nhau được hai lần. Do đó xác suất công chúa và Phò Mã có thể ân ái hạnh phúc đích thực là ít nhất. Hôn nhân của các nàng vững chắc nhất. Bất kể là phú quý hay bần cùng, chia lìa bao lâu, trước sau chỉ có một vợ một chồng, không có lấy thêm một thị thiếp nào cả. Xét từ góc độ này thì hôn nhân của các nàng là hạnh phúc nhất, đẹp đẽ nhất, tình cảm hẳn cũng là chân thật nhất. Nhưng các nàng thật sự hạnh phúc hay sao? Công chúa Vĩnh Phúc bỗng nhiên không hăng hái nữa, cũng không quan tâm mình sẽ gả cho ai nữa. Thân phận công chúa cao quý đến thế nào, ngay từ lúc nàng sinh ra thì đã được hưởng thụ rồi, là tôn vinh mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều ao ước. Nàng có được thứ mà những nữ nhân khác vĩnh viễn không thể nào có được, thì đương nhiên nàng cũng phải mất đi thứ gì đấy. Chúng ta đi thôi. Công chúa Vĩnh Phúc không vui nói. Được, chúng ta đến phủ Uy Quốc Công, nhìn thử coi Dương Lăng đang làm cái trò gì. Thế tử của hắn chẳng phải đã được phong làm cáo mệnh nhất phẩm từ lâu rồi hay sao? Sao lại có một văn tâm gì đó nữa kìa? Muội không tin nàng có thể sánh được bằng tỷ tỷ. Kiến Dương Hầu vừa nghe thì kêu khổ không ngừng, vội bước lên nói. Công chúa điện hạ của ta ơi, chúng ta quay về sớm chút đi. Dương Lăng nạp thiếp cũng được, lấy thề cũng được, nào có chuyện công chúa đến tận nhà chúc mừng chứ, không hợp với lễ mà. Công chúa Vĩnh Thuần tươi cười như hoa nói. Quốc cữu, ai nói là công chúa đến nhà chứ? Người đến đó chúc mừng là cữu kìa, không phải bọn cháu. Sao, xem Dương Lăng lấy vợ ư? Trong lòng công chúa Vĩnh Phúc bỗng dưng càng không thoải mái, nàng phải tay áo tức giận nói. Tú Đình, muội không về thì tự mình đến phủ quốc công đi, tỷ hồi cung đây. Mười ngón tay thon dài, lặng lẽ, nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Đây là đại sự trung thân, là hạnh phúc cả đời của ta, cứ để mặc người ta sắp đặt hay sao? Ta nên làm gì đây, ta nhất định phải nghĩa khách mới được. Công chúa Vĩnh Phúc vừa đi vừa âm thầm hạ quyết tâm. Cũng trong lúc bấy giờ, Lưu Cẩn vượt quy củ, ngồi kiệu lớn 16 người khiêng đi vào nội sưởng Tây Sơn. Cố ý tiền hô hậu ủng, đánh đòn phủ đầu vào sưởng đốc nội sưởng mới thăng chức là Ngô Kiệt. Chỉ có điều đáng tiếc lần này ông ta đã uổng công. Ngô Kiệt căn bản là không có chút uy phong gì, thấy ông ta vừa cung vừa kính. Danh sách nội sưởng rồi khế ước làm ăn của nội sưởng và hoàng thân quốc thích tham gia. Ông ta cần gì thì đưa cho ông ta cái đấy, toàn bộ đều đã chuẩn bị chỉnh tề, làm cho người không nhìn ra có chút khuyết điểm nào cả. Những thân tín mà Lưu Cẩn dẫn đến từ ti lễ giám được Lưu Cẩn sắp xếp vào trong nội sưởng ngay tại chỗ, nắm giữ những vị trí quan trọng. Ngô Kiệt không chỉ không phản đối mà còn dẫn theo đám đáng đầu cử hành nghi thức hoan nghênh long trọng nữa. Mời các vị đáng đầu, thiên hộ, thiếp hình quan mới được nhậm chức phát biểu vài lời khi nhậm chức. Đến cả Lưu Cẩn ra sức làm ồn cũng thấy ngượng ngùng. Người trong thiên hạ nịnh nọt, có ai không nghĩ cho tiền đồ của mình chứ? Dương Lăng rơi đài rồi, rơi đài rồi. Người vừa đi thì trà cũng lạnh,
Vốn dĩ cho rằng muốn thu phục cái tên Ngô Kiệt này cũng phải bỏ cái công rất lớn. Ngờ đâu Ngô Kiệt ngoài mặt tỏ ra trung thành tận tâm với hắn ta, lại là người đầu tiên phản bội hắn như vậy. Thật sự khiến người ta chê cười, khiến người ta nguội lạnh trong lòng mà. Lần này Lưu Cẩn ngược lại sinh lòng đồng cảm với kẻ thù cũ của lão là Dương Lăng. Lưu Cẩn vốn không phải là người dễ dàng tin tưởng người khác như vậy, nhưng những hành động của Ngô Kiệt bày ra trước mắt, nếu nói là giả, nhưng công việc lại không phải giả. Hai chồng danh sách dày cộp của nội xưởng không thể nào làm giả được. Người nằm vùng của lão chỉ cần ra tay thì biết được là thật hay là giả ngay. Ngô Kiệt cũng không phải là người mới, nếu không muốn giao thì có thể lấy cớ kéo dài giao ra danh sách giả khác, nào sẽ đưa cắn dao cho người ta cầm như vậy chứ. Khế ước làm ăn mà nhóm Hoàng Thân Quốc Tích đã ký và chứng minh đầu tư cũng không thể nào làm giả được, có ấn tín chữ ký đầy đủ. Ngô Kiệt cũng đã sắp xếp toàn bộ người mà lão đưa vào rồi, lệnh cho quan viên cũ giao ra ấn tín, chào hỏi tân quan, giới thiệu rất tỉ mỉ quan sai của các bộ, ty, giống như ước gì bọn họ lập tức nhậm chức vậy. Cuối cùng, Ngô Kiệt chủ động nhắc đến chuyện sức khỏe không tốt, đến mùa đông thì liền hen suyễn, xin Lưu Công Công cho nghỉ phép 2 tháng. Thái độ như vậy bằng với việc chắp hai tay giao toàn bộ quyền lực nội xưởng vào tay lão. Lưu Cẩn mừng rỡ lập tức phê chuẩn cho Ngô Kiệt nghỉ phép, đồng thời vờ vịt trấn an một phen. Đến khi Lưu Cẩn được Ngô Kiệt tiến ra tận cửa thì sao đã răng đầy trời. Lưu Cẩn đứng giữa sườn núi, gió lạnh thổi ào ào làm cho áo bay phần phật. Lưu Cẩn nhìn xuống dưới chân núi mà cười cực kỳ đắc ý. Có được thiên hạ trong tay, có được giang sơn hào hùng trong tay, cảm giác thật là tuyệt. Lưu Cẩn kiêu ngạo nhấc đai ngọc bước xuống núi trong sự tiễn đưa của đám quan viên mười mấy đáng đầu, thiên hộ, bách hộ cũ mới, nhìn ra xa một lát, đột nhiên chỉ tay một chỗ đèn đuốc sáng trưng mà nói: "Đó là phủ Uy Quốc Công sao? Vị công gia này của chúng ta thiếu niên đắc chí, khí phái thật khác biệt nha. Khu nhà lớn như vậy mà ngày nào cũng đốt đèn sáng trưng, dù là phủ của ta cũng không dám tiêu hao như vậy nha." Ngô Kiệt cung kính nói: "Lưu Công, bổng lộc của quốc công cũng không chịu được sự lãng phí như vậy đâu. Hôm nay phủ quốc công náo nhiệt như vậy là vì Dương đại nhân lại cưới thêm một vị phu nhân. Hôm nay là ngày lành đón qua cửa kìa." "Ồ, cưới vợ ư?" Lưu Cẩn ngẩn ra, Dương Lăng này thật là biết cách sống, không biết buồn chút nào. "Ta đang tra xét nguồn gốc của hắn ở đây, hắn lại vui vẻ hớn hở cưới vợ ở đằng kia sao?" Lưu Cẩn phất tay áo, cười mỉm nói. "Dương công gia là quan trưởng thất, quan trưởng đắc ý, tỉnh trưởng cũng đắc ý nha. Ngô đại nhân, người cũng coi như là bộ hạ cũ của ngày ấy, sao không đến chúc mừng vậy?" Ngô Kiệt cười, lấy lòng nói: "Hôm nay nghe nói Lưu Công Công đến, thì chức cũng không dám ra khỏi nửa bước kìa. Công sự quan trọng hơn mà. Bên Uy Quốc Công thì chức đã phái người tặng lễ vật rồi, thể hiện tâm ý là được rồi." Lưu Cẩn cực kỳ vui mừng, vỗ vỗ bả vai của ông ấy, nói đầy ý nghĩa: "Lão Ngô à, ông là người già dặn trong nội xưởng, bây giờ lại là sửng đốc nội xưởng, cũng coi như là có danh sách, có danh có thực đi. Sau này đi theo ta cho tốt vào, ta sẽ không bạc đãi ông đâu, nhỉ?" "Đa tạ Lưu Công Công cất nhắc." "Ngô Kiệt sẽ làm theo lời của Lưu Công Công nói." "Ừ, tốt, tốt." Lưu Cẩn lấy khăn tay lau miệng cười nói: "Hôm nay Dương công gia đón dâu còn bận hơn cả nội xưởng chúng ta bàn giao công việc nữa kìa. Ta sẽ không đến làm phiền đâu, mang kiệu qua đây lập tức trở về." Chúng quan viên nhất tề cúi người cùng tiễn Lưu Công Công hồi thành. Lưu Cẩn không nói tiếng nào, cúi người vào trong kiệu, cố kiệu lớn nhẹ nhàng nâng lên men theo con đường rộng lớn bằng phẳng xuống núi. Lưu Cẩn xốc màn kiệu lên, nhìn chăm chăm ngọn đèn ở dưới chân núi, sau đó từ từ nhìn ra màn đêm như mực ở phía xa xa. Một lúc lâu sau nhẹ nhàng thở dài: "Phóng mắt nhìn khắp thiên hạ cũng không tìm được địch thủ, làm anh hùng thật là tịch mịch mà." Tại phủ quốc công ở Cao Lão Trang, đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, đầu đông đêm lạnh vây lấy người, nhưng Dương phủ lại náo nhiệt ngất trời. Trong phủ có thêm gia đình vào làm, tăng thêm không ít hạ nhân nha hoàn. Hơn nữa, sau khi Dương Lăng được tấn phong quốc công, nhóm thân binh trước đây cũng nhanh chóng trở thành gia tướng của phủ quốc công, thường ở lại trong phủ nên tiền viện, hậu viện đều vô cùng náo nhiệt. Dương Lăng không có làm lớn, thậm chí ngoại trừ những người bạn chí thân ra cũng không mời một quan viên nào trong triều. Có điều bữa tiệc này cũng không phải là ít, giết heo giết dê rộn ràng cả phủ. Gia đình nha hoàn Cao phủ trước đây là vui vẻ nhất. Đại tiểu thư đã trở về phủ một lần nữa, hơn nữa là đường đường là một quốc công phu nhân, chỉ riêng việc này đã khiến cho những gia bộc vốn canh cánh trong lòng chuyện tiểu thư bị tử hôn được khánh diện. Cử nhân ư, cho dù có nâng ngươi lên tận trời cao cũng còn kém quốc công gia đến 8 cây gậy tre. Tiểu thư nhà ta bây giờ đường đường là phu nhân của quốc công đấy. Với chút công danh đó của nhà ngươi,
nhìn thấy tiểu thư nhà ta cũng phải quỳ xuống dập đầu kia kìa. Bái thiên địa xong thì Tân Nương Tử được đưa vào động phòng. Dương Lăng cùng với đám người Dương Thận, Hàn Uy, Dương Vân Long sau khi ẩm yến tận vui ở tiền sảnh xong thì tiến bọn họ ra khỏi phủ. Đi đến cửa bán nguyệt ở hậu viện, Dương Lăng ngập ngừng dừng lại. Lão quản gia cười híp mắt nghênh đón, khom người nói: Lão gia, không thắng được sức mạnh của rượu sao? Có cần gọi hai người đến đỡ ngài hay không? À, không cần, không cần đâu. Dương Lăng vẫn hiểu rõ đạo lý yêu sinh yêu dục, vì sức khỏe mạnh của đời sau, hắn chỉ uống vài ly rượu gạo nồng độ thấp mà thôi, sao có thể say tư lý mà cô phụ việc vui động phòng cho được chứ. Dương Lăng khoát tay cất bước đi vào trong phòng. Vài tùy tùng nô tỳ ăn mặc rạng rỡ cười khanh khách tiến lên nghênh đón, đồng loạt chỉnh trang y phục hành lễ. Dương Lăng phát hiện nụ cười của bọn họ có chút kỳ quái. Quái lạ, lão gia ta cũng đâu phải là lần đầu tiên chứ, sao lại cười kỳ lạ như vậy, giống như đang nhạo báng ta đây. Dương Lăng đến phòng khách, Hà Đấu Nương liền bước ra nghênh đón, học theo nam nhân mà vái dài, cười tươi lấy lòng mà nói: Chào tướng công. Dương Lăng không hiểu ra sao cả, cũng theo bản năng chắp tay: Ấu nương, đây là lễ tiết gì vậy? Hà Đấu Nương cười phì, hai má ửng đỏ, hai mắt nàng lóe lên né tránh ánh mắt gặng hỏi của Dương Lăng nói: Vân Tâm tỷ tỷ đang ở trong phòng, còn Nhất Tiên, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi thì ở bên cạnh nàng. Muội không biết gì đâu, không liên quan gì đến muội. Tướng công ngủ ngon. Hà Đấu Nương đỏ mặt chạy biến đi như làn khói, Dương Lăng gọi cũng không kịp, càng giống như bức tượng kim cang vậy, không ngỏ ra đầu mối nào. Nháo động phòng sao? Ý nghĩ này lập tức xẹt qua trong lòng, Dương Lăng thoải mái mỉm cười. Vẫn là ấu nương thương ta, không nỡ chọc ghẹo ta. Trong lòng còn ai nấy mà lén lén nhắc nhở ta. Chẳng phải chỉ là mấy nhà đầu thì sao? Ngoại trừ Nhất Tiên gia thì đều là thị thiếp của ta cả. Các nàng muốn phá ta thế nào đây? Ta đã thấy nhiều loại nháo động phòng rồi, để ta đi lãnh giá một chút xem. Dương Lăng đi đến trước cửa phòng Cao Văn Tâm, xua tay cho bốn nha hoàn canh cửa lui ra. Vừa vào cửa thì hai mắt sáng ngời, ngây ngốc không dám bước tới. Cao Văn Tâm ngồi trên hỉ sàng, đội mũ phượng, khăn choàng trên vai, đang nói chuyện với nhóm người Đường Nhất Tiên. Không ngờ Cao Văn Tâm tự mình tháo khăn che mặt xuống, vén rèm châu trước mặt sang hai bên mũ phượng. Dưới sự trợ giúp của hỉ phục, mũ phượng, dung nhan xinh đẹp động lòng người toát ra ngoài. Đôi mắt nhấp nháy trong suốt, sáng ngời đang nhìn quanh, nụ cười duyên dáng bên môi làm tim hắn đập rộn ràng. Nhìn thấy hắn, Cao Văn Tâm vội vàng muốn tìm khăn van che mặt lại, lại bị Đường Nhất Tiên đoạt lấy, sau đó cười hì hì đi về phía Dương Lăng. Chúc mừng đại ca động phòng hoa chúc, cưới được kiều thê. Nhất Tiên à, mấy người các muội sao chưa đi ngủ vậy? Sắc trời đã muộn rồi. Tuyết Lý Mai nũng nịu cười nói: Lão già có tân lang nào lại tự mình đuổi khách ra ngoài như vậy chứ? Chúng muội muốn ở đây đợi Văn Tâm tỉ tỉ, nói lời công bằng nha. Sao? Đòi công bằng ư? Vào động phòng thì công bằng không công bằng cái gì đây? Đó là nhân đạo. Hơn nữa, chuyện này không thể nói là nam nhân chiếm thiện nghi của nữ nhân phải không? Công bằng hay không chỉ có trời mới biết. Nếu không phải cũng có Đường Nhất Tiên trong phòng, vì e ngại cô ấy nên không tiện mở miệng, Dương Lăng đã nói hiu nãy vượn với thế thiếp của mình một phen, ngụy biện cho hắn một chút rồi. Lão gia, ngài xem Văn Tâm tỷ tỷ lúc mới đến nhà chúng ta vốn là một nô tỳ, không có lý do gì mà phải gánh vác về ngài cả. Nhưng khi lão gia bị người ta vu cáo hãm hại phải lên pháp trường, Văn Tâm tỷ tỷ mặc một thân đồ trắng đến ngăn pháp trường kìa. Tình cảm này ngài nói có nặng hay không? Ngọc Tỷ Nhi cười xinh đẹp nói. Dương Lăng ngừng lại một chút, thâm tình nhìn Cao Văn Tâm rồi vái dài một cái. Thâm tình hậu ý của Văn Tâm, tướng công ghi nhớ trong lòng, suốt đời sẽ không quên. Hai má Cao Văn Tâm đỏ bừng, ngón tay mân mê dưới áo cưới đỏ tươi, cắn môi không nói gì, chỉ đưa ánh mắt thầm kín, ẩn tình lướt hắn một cái, khiến cho trái tim của Dương Lăng loạn nhịp. Đại ca à, khi huynh xuống Giang Nam, bất luận là ở trong nước hay trong lửa, Văn Tâm tỷ tỷ cũng tận tâm hầu hạ, không rời nửa bước kìa. Lại chỉ khỏi bệnh cũ cho huynh. Dương môn có hậu hoàn, toàn dựa vào đôi tay của Văn Tâm tỷ tỷ. Huynh nói xem, ân đức này có lớn hay không? Đường Nhất Tiên cũng lên tiếng. Dương Lăng lại vái dài, hắn cười lên tiếng: Lớn, lớn, Văn Tâm thi châm trị bệnh, Dương Lăng ta chọn đời không quên. Tuyết Lý Mai lại chen vào: Lão gia, khi nghe tin ngài bất ngờ gặp chuyện ở Tứ Xuyên, Văn Tâm tỷ tỷ bỏ mặc những lời nhạo báng của người ngồi bên ngoài mà mang linh bài của ngài vào cửa, chỉ xin một thân phận nô tỳ để thủ tiết cả quãng đời còn lại vì ngài, ngài có cảm động hay không? Dương Lăng thở dài một tiếng nói: Dương Lăng cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Ngọc Tỷ Nhi cười phì nói: Cần gì nghiêm trọng như vậy, có điều Văn Tâm tỷ tỷ đối với lão gia tình thâm ý trọng, có ân có đức, hai người từ lâu đã lưỡng tình tương duyệt rồi,
thế nhưng lại ra sức chối từ, vẫn luôn không chịu để rước Văn Tâm tỷ tỷ qua cửa. Tỷ muội chúng muội không nhìn được nữa. Trước lúc lão gia giở kinh chính miệng đánh cược với Văn Tâm tỷ tỷ, nói nếu có thể bình an hồi kinh thì sẽ làm gì đây? Ồ. Dương Lăng bừng tỉnh đại ngộ, lên tiếng: Các muội sẽ không thật sự muốn lão gia ta mặc áo cưới đỏ tươi thực hiện nghi thức nam gả nữ hôn đấy chứ? Cao Văn Tâm lúc này cũng mở miệng: Ba vị tỷ tỷ, đừng làm khó lão gia. Ồ, vừa mới vào nhà thì đã đau lòng cho tướng công rồi sao? Đường Nhất Tiên cười hì hì, cười nhạo nàng một phen, kiên quyết kéo nàng lên đứng trước mặt Dương Lăng rồi cười nói: Đại ca, tỷ muội chúng ta giữ thể diện cho huynh, ở trước mặt người ngoài cũng không làm khó huynh kìa. Bây giờ đều là người trong nhà cả, huynh cũng đừng khách khí, đổi trạng nguyên bào cho Văn Tâm tỷ tỷ đi, để cho Cao lão gia này của chúng ta mở khăn van cho Lăng phu nhân, rồi huynh dâng ly trà cho tướng công nhà mình, uống rượu hợp cấn, chúng ta sẽ không lãng phí đêm xuân của huynh đâu. Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân vỗ tay cười to, xông lên giúp hắn thay y phục. Dương Lăng giở khóc giở cười, luôn miệng nói: Này, càn quấy rồi đấy, ta là quốc công gia đấy, ta là tướng công của các nàng, ta còn làm loạn nữa thì ra pháp hầu hạ. Hai mắt Đường Nhất Tiên đột nhiên sáng lên, vỗ tay cái chát nói: À, đúng rồi, sao lại quên mất gia pháp họ Dương chứ, thêm cả cái này nữa này. Dương Lăng và Cao Văn Tâm giật nảy mình, đồng thanh mà nói: Không cần chứ. Cần, nếu không nhìn thấy thì ta rất khó chịu. Cần, nếu không nhìn thấy thì ta rất khó chịu. Cao Văn Tâm mặt đỏ như lửa, trong mắt đã có vẻ nóng lòng muốn thử, làm cho Dương Lăng hết hồn. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, không nhịn được nữa mà vỗ tay nói: Nhân duyên do trời đính, chẳng lẽ đã an bài trong số mệnh từ sớm rồi sao? Ta nhớ ra rồi, Văn Tâm đã thi hành gia pháp với ta rồi, nàng đã đánh mông của ta rồi, đánh rất mạnh, không cần đánh nữa đâu. Sao? Ba ánh mắt hồi nghi nhìn tới nhìn lui trên người họ. Dương Lăng ra mặt dày nên không xem ra gì cả. Cao Văn Tâm lại quẫn bách đến nỗi hận không thể chui xuống đất. Đường Nhất Tiên chợt nói: Được lắm, hóa ra hai người quả nhiên đã Văn Tâm tỉ tỉ đã không thành thật rồi. Cởi, mau thay y phục nào. Nhớ lại chuyện xưa, trong lòng của Cao Văn Tâm lại ngọt ngào hơn. Đôi mắt duyên dáng lặng lẽ nhìn Dương Lăng, vừa vặn đo lấy ánh mắt nóng rực của hắn. Từng chút ngọt ngào từ khi hai người quen biết tới nay lặng lẽ chảy ra trong lòng, rót vào lục phủ ngũ tạng, nhập vào xương cốt tứ chi, giống như loại rượu lâu năm nồng nàn, khiến chân tay Cao Văn Tâm mềm nhũn, tùy ý Tuyết Lý Mai và Ngọc Tỷ Nhi ba chân bốn cẳng cởi áo cưới cho nàng. Chiếc áo cưới màu đỏ tươi, làn váy thật dài, mũ phượng gắn đầy châu ngọc, khăn che ngũ sắc, hạt châu như ánh trăng rằm điểm xuyết trên gương mặt xinh đẹp như tiên. Mũ phượng được cởi xuống, mái tóc đen như thác nước chảy xuống, tăng thêm vẻ phần dịu dàng quyến rũ. Ánh nến lay động phản chiếu lên hai má một lớp phấn đỏ, gương mặt càng thêm duyên dáng, phong tình ngàn vạn. Khi hai mắt chạm nhau, y phục của cả hai người nhanh chóng được thay đổi. Tân nương trở thành tân lang xinh đẹp, nhưng tân lang vốn anh khí bừng bừng, khi đội mũ phượng, mặc áo váy lại có vẻ chẳng ra gì cả. Đến lúc này, không chỉ ba người Đường Nhất Tiên cười gặp cả người, mà ngay cả Cao Văn Tâm cũng che miệng cười trộm. Dương Lăng bị mấy người ba chân bốn cẳng đưa tới bên giường ngồi xuống, rồi lại trùm khăn che lên, bỗng nghe một giọng đại hán thô lỗ háo sắc cười nói: Tiểu nương tử, đừng thẹn thùng, để ra tháo khăn che của nàng xuống nào. Lần này khiến cho Dương Lăng giật mình kinh hãi, hắn cả kinh cuống quýt giật khăn trùm xuống. Nhìn thấy ánh mắt tinh nghịch của Đường Nhất Tiên mới tỉnh ra, mấy vị cô nương này đều là chuyên gia giả giọng. Tuyết Lý Mai không hài lòng trùm khăn lại cho hắn một lần nữa, để cho Cao Văn Tâm chính tay tháo xuống, còn ra vẻ khinh bạc lấy ngón tay nâng cằm Dương Lăng lên. Chỉ là Đường Nhất Tiên nói chản lan mấy lượt, Cao Văn Tâm vẫn xấu hổ không nói nên câu nương tử, cùng tướng công uống chén rượu hợp cẩn nào. Ngược lại Dương Lăng khá nóng lòng, nóng nảy chủ động nói: Tướng công mời ngồi, để nô gia dâng trà cho chàng giải khát nào. Đường Nhất Tiên cười sằng sặc đưa một chén trà lạnh cho Dương Lăng, còn Tuyết Lý Mai và Ngọc Đường Xuân thì đẩy Cao Văn Tâm thẹn thùng ngượng ngập lên ghế ngồi, còn nâng chân nàng lên tạo thành tư thế bắt chéo chân. Dương Lăng bất đắc dĩ chỉ muốn đuổi ba kẻ gây sự kia ra ngoài, hắn bất chấp khó khăn đi qua đưa thẳng chén trà qua. Cao Văn Tâm vừa muốn tiếp, Đường Nhất Tiên đã ngăn cản nói: Nào có kiểu dâng trà như vậy chứ. Ngọc Tỷ Nhi, lúc trước tỷ dâng trà cho lo ra thế nào thì dạy lại cho tân nương tử của chúng ta đi. Ngọc Đường Xuân ngẩn ngơ: Lúc trước ta dâng trà sao? Hình như lo ra vừa vào phòng liền ôm ta lên giường. Thật ra có một lần ngày ấy đặt ly trà lên đỉnh mông của người ta, run lẩy bẩy làm người ta sợ ướt giường, nên làm yên không dám động đấy, mặc ngày ấy khinh bạc kìa. Nhớ lại tình cảnh trong phòng của mình, Ngọc Đường Xuân không nhịn được đỏ mặt. Nàng biết hát hí khúc nên động tác dâng trà cho lão gia nào có khó gì.
Ngọc Đường Xuân lập tức bước đi nhẹ nhàng đến trước mặt của Cao Văn Tâm, lợn lờ là lướt bái một cái, gương mặt xinh đẹp nghiêng sang một bên, hai tay giơ cao qua đầu, yêu kiều mà nói: "Lão gia cực khổ, nô gia dâng trà cho lão gia." "Đấy đấy đấy, thấy chưa? Phải vậy đấy, nhanh 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 nhanh." Việc này chỉ nói thì cũng thôi đi không tính, nhưng thật sự phải làm theo động tác của đám nương nương hay sao? Ngọc Đường Xuân làm thật sự là thiên kiều bá mị, một đại lão gia như ta mà làm động tác này thì sẽ ra bộ dạng quỷ quái gì đây? Không dám kháng nghị với Đường Nhất Tiên đang nháo động phòng, Dương Lăng liền uy hiếp Cao Văn Tâm: "Nương tử thật sự muốn tấn công dâng trà như vậy sao?" Muội Cao Văn Tâm lúng cuống vội nhìn về phía Đường Nhất Tiên và Tuyết Lý Mai: Muốn chứ." Ba kẻ sợ thiên hạ không loạn lập tức trả lời: "Được, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tướng công bái thì bái, nhận đại lễ như vậy của tướng công thì tự mình gánh lấy hậu quả đi." Hắn uy hiếp như vậy trước mặt mọi người, ngược lại lại khơi dậy ngạo khí của Cao Văn Tâm. Nàng lập tức thẳng người dậy, khiêu khích liếc mắt nhìn Dương Lăng, hơi nhếch cằm lên, ra vẻ đang chờ hắn dâng trà. Dương Quốc Công xấu hổ e sợ dâng trà, lại uống một ly rượu hợp cẩn dưới sự chủ trì của Cao Văn Tâm. Ba vị cô nương hoan hô một tiếng, lúc này mới ra khỏi cửa. Tuyết Lý Mai chạy được một nửa, lại vè một tiếng vọt trở về, kéo cửa thò đầu vào thăm dò, cười hì hì nói: "Tỷ tỷ, đêm nay lửa giận của lão gia rất lớn." "Lửa giận rất lớn à? Văn Tâm tỷ tỷ, tự mình cầu phúc đi nha." Tiếng cười càn rỡ bị Cao Văn Tâm đóng cửa phòng ngăn lại bên ngoài. Nàng không yên lòng xoay đầu lại, liếc thấy Dương Lăng đang vội vã cởi bỏ y phục, động tác hơi gấp rút, suýt chút nữa đã đạp nhầm chân váy mà té ngã nhào xuống rồi. Cao Văn Tâm không kìm nổi mà phì một tiếng bật cười ra, trên mặt lập tức nở ra hai đóa hoa đào. Trong phòng rất yên tĩnh, hai người mặc áo lót rất ngay chỉnh tề, yên lặng nằm ở trên giường cách khoảng nửa thước. Chậu than hồng đỏ đang cháy bùng lên, ánh lửa đỏ phản chiếu lên thân hai người bọn họ. Cao Văn Tâm khẽ động đậy đầu, hơi e sợ mà nói: "Tướng công." Chúng ta ngủ đi." "Đang ngủ mà." Muội muốn nói tướng công giận sao? Bọn tiên nhi chỉ là đùa thôi, huynh đừng trách." "Ta không giận đâu." Dương Lăng hơi trừng mắt, khóe miệng lộ ra nụ cười giảo hoạt: "Đêm nay ta là tân lương tử, nàng mới là tân lăng, phải ngủ như thế nào thì nàng nói là được, ta không có ý kiến gì cả." Cao Văn Tâm vừa nghe xong thì vừa thẹn vừa giận: "Một cô gái như muội, huynh muốn muội làm sao chứ?" Lại yên tĩnh hồi lâu, hô hấp của Cao Văn Tâm càng ngày càng dồn dập. Dương Lăng cảm thấy đã đủ rồi, cũng không đành lòng để gia nhân khó xử mà cô phụ một đêm xuân. Đang muốn xoay người qua thì đột nhiên chân đụng phải một bàn chân bóng loáng mềm mịn đang nhẹ nhàng dựa vào, nơm lớp lo sợ mà dán sát vào bắp chân của hắn vút tới vút lui. Dương Lăng suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng: "Nhà đầu kia thật sự muốn chủ động khiêu khích, hành động theo trách nhiệm của trượng phu hay sao?" Nhưng Cao Văn Tâm chỉ đụng hắn vậy thôi chứ không còn động tĩnh gì nữa. Chốc lát sau lại là một bàn tay nhỏ khe khẽ mò qua, kéo kéo cánh tay của hắn, dịu dàng nhẹ nhàng gọi: "Tướng công." Dương Lăng quay đầu lại, Cao Văn Tâm e lệ dịu dàng nói: "Tướng công, người ta biết sai rồi, nguyện chịu tướng công trách phạt." Nàng đáng thương nói: Chuyện của nam nhân người ta không làm được." Dương Lăng bị dáng vẻ yêu kiều đáng yêu của nàng chọc cho cười ha ha. Cao Văn Tâm đã xấu hổ đến nóng bừng cả mặt, bỗng nhiên đôi tay kia nhẹ nhàng bị đẩy ra, nàng nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh lấp lánh, sau đó đôi mắt ngập tràn dục vọng kia tiến sát lại, đôi môi anh đào bị mút lấy một cách chặt chẽ. Trong đầu của Cao Văn Tâm oành một tiếng trống rỗng, thân thể mềm mại lập tức căng cứng lên, sau đấy hoàn toàn mềm nhũn. Đầu lưỡi của Dương Lăng linh hoạt mở ra hai hàm răng khép chặt của nàng, bắt được chiếc lưỡi thơm tho mềm mại kia, ra sức mà mút lấy. Văn Tâm chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn bé bỏng đều bị hắn hút bay lên, cả người trống rỗng không biết đang ở nơi đâu. Bàn tay của Dương Lăng lần mò xuống dưới eo của nàng, lật mình nằm xuống, ôm lấy thân mình Cao Văn Tâm đặt phía trên mình. Thân hình Cao Văn Tâm thon thả dong dỏng, bờ vai vô cùng gầy yếu, lúc này chiếc áo lót bằng tơ trong suốt không thể che hết thân thể thướt tha. Bờ mông của nàng căng tròn, chiếc quần lót tơ lụa màu trắng ngà bó sát trên người, nhìn thấy cả khe mông, nơi sâu thẳm nho nhỏ sau thắt lưng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Ánh lửa phản chiếu lộ ra màu da thịt mê người, bờ mông tròn vo tựa như một trái đào mật chín mọng ở dưới chiếc eo nhỏ nhắn vậy, da mỏng đến muốn nứt ra, hương diễm và ướt át. Ấu Nương, Ngọc Nhi và Tuyết Nhi, thậm chí là Mã Liên Nhi quyến rũ trẻ sinh, tuổi đều còn nhỏ, tuy đẹp nhưng không thoát ra được thần thái của nữ tử thành thục này. Cao Văn Tâm là một cô gái thành thục từ ngoại hình đến tinh thần, bộ ngực sữa cao ngất,
dù là nằm trên giường cũng khó che giấu được đường cong động lòng người kia. Vòng eo duyên dáng được nắm chặt lấy, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy vậy. Vòng xoáy nhỏ nhắn trên chiếc bụng bằng phẳng, xinh đẹp và linh động. Đẹp nhất chính là đôi gót sen kia. Khi Dương Lăng ở Giang Nam đã từng rửa chân cho Văn Tâm nên đã biết chân của nàng rất đẹp từ lâu rồi, rất có tiềm lực là một người mẫu chân đẹp. Lúc này phản chiếu ở trong ánh lửa của chậu than, ánh lửa đỏ nóng rực, đôi chân tuyết trắng trần trụi tựa như một đôi trang sức khổng ngọc thiên nhiên vậy, phấn hồng nhẵn mịn trong suốt và lấp lánh. Nhẹ nhàng nâng đôi chân nhỏ nhắn của nàng lên, Cao Văn Tâm lập tức ngượng ngùng kéo chăn gấm che chắn tấm thân mê người kia, chỉ để lại đôi chân đẹp bên ngoài. Gót ngọc khẽ cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ với mu bàn chân, mảnh mai duyên dáng giống như có thể câu mất hồn phách của người ta vậy. Dương Lăng không kìm lòng, nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt ve, Cao Văn Tâm chỉ cảm thấy hai chân vừa ngứa lại vừa nhột. Theo bản năng nuôi chân về, lại không thể tránh khỏi một cảm giác nhột nhột ngứa ngứa từ hai bên ngón chân chạy dọc theo khắp bắp chân, khiến cho lòng của nàng cũng run rẩy theo. Cao Văn Tâm được Dương Lăng âu yếm, hôn môi đến choáng váng, mơ mơ màng màng. Từng chiếc quần lót, áo lót, yếm lót không cánh mà bay, thân thể mềm mại trắng mịn như tuyết, trong suốt trơn láng được lột ra, đường cong mượt mà như nước động lòng người còn chưa được nhìn kỹ thì Cao Văn Tâm đã lên một tiếng, đỏ mặt ôm chặt lấy hắn, hai thân thể trần truồng tiếp xúc với nhau. Sóng mắt của nàng ướt át mông lung như biển khơi, xấu hổ nỉ non: tướng công, người ta trong lòng người ta rất thích cả." Hương vị nữ nhân sâu kín dần dần toát ra, sự dè dặt hàm xúc kiêu gợi của nàng càng thêm mê người so với sự dâm đãng. Trong lòng của Dương Lăng nóng lên, ôm chặt lấy thân hình mềm mại không xương của nàng. Phần cứng rắn mạnh mẽ kia đột nhiên tiến vào nơi mềm mại ẩm ướt của nàng. Màn gấm nhẹ nhàng lay động, đôi nương đùa nước trên tấm màn giống như đang sống vậy. Màn trướng buông rủ lay động như nước, giống như hồ nước xanh xanh nơi đôi uyên ương gối theo uyên ương kể nhau mà ngủ, tất thảy đều điên loan đảo phượng. Dương Lăng thủ đoạn cao minh trong chuyện mây mưa, Cao Văn Tâm tựa như một chiếc thuyền phập phồng trên đỉnh sóng vậy. Một đêm phong lưu, thân thể của Dương Lăng hiện tại hơn cả năm xưa. Đáng thương cho Cao Văn Tâm là lần đầu chưa từng chịu mưa gió cuồng phong của hắn. Cao Văn Tâm vừa đau vừa đẹp, lên tiên muốn chết mấy lượt, đến khi phải đau khổ cầu xin, Dương Lăng mới tận hứng mà dừng tay, phu thê ôm nhau mà ngủ. Trời đã sáng trưng, Dương Lăng có thói quen dậy sớm, cả đêm vui vẻ nhễ nhại, hôm nay rốt cuộc cũng ngủ quá giờ. Hắn ngáp dài một hơi, vươn cái lưng mệt mỏi ra, đảo mắt nhìn qua thì thấy Cao Văn Tâm lại dậy từ sớm, đang ngồi trước bàn mà cẩn thận chải tóc. Dung nhan sáng sủa, xinh đẹp bức người, chỉ liếc qua một cái mà trong lòng Dương Lăng đã dâng lên cảm giác như vậy. Người đêm qua như rồng như hổ, bây giờ còn ngồi dựa trên giường, vậy mà nữ tử yêu kiều, thở dốc, không ngừng xin thai đêm qua, lại tinh thần sáng láng. Trận phong lưu này rốt cuộc là ai thắng vẫn không thể nói rõ được. Tướng công đã dậy rồi. Bàn tay cầm lược của Cao Văn Tâm dừng lại, tuy đã là phu thê nhưng trên mặt vẫn không nén được mà ngượng ngùng. Mặt nàng đỏ au buông lược xuống nói: để thiếp hầu hạ tướng công thay y phục, lát nữa hạ nhân sẽ đến đốc thúc dùng bữa sáng kìa. Dương Lăng ngáp vài cái thật to rồi nói: nàng cứ ăn đi, ta phải ngủ thêm một lát nữa đã. Sao? Cao Văn Tâm nghe thì trợn mắt, cuống quýt tới bên giường nói: tướng công mau dậy đi, lát nữa chàng không dậy, thiếp làm sao đây? Bây giờ trên dưới mấy trăm người của phủ quốc công đều đang nhìn kìa, người ta không có mặt mũi nào mà gặp người đâu. Dương Lăng hàm hồ mà nói: đừng mà, mệt lắm, vừa buồn ngủ vừa mệt, không ăn bữa sáng đâu. Dặn người đến Chư Vương quán nói hôm nay ta không đến được. Trời á, vậy thiếp sẽ bị người ta đồn thành cái gì đây? Về sau thiếp cũng không dám ra khỏi cửa nữa này. Đêm đầu tiên tân đương tử qua cửa mà đã cuốn lấy tướng công, tên của thiếp còn không vang khắp chín thành hay sao? Vẻ mặt của Cao Văn Tâm cầu xin, lắc lắc cánh tay của hắn, liên tục dụ dỗ khuyên nhủ: lão gia, đại lão gia của ta, lão gia tốt à, lão nhân gia ngài mau dậy đi, xin ngài đấy, Văn Tâm cầu xin ngài mà. Dương Lăng cố nén cười, cố ý quay người lại để mình bị cưỡi lên, kéo dài giọng mà nói: lão gia không dậy đâu, không dậy nổi. Đêm qua học theo nữ nhi ngồi xổm dâng trà, đau cả thắt lưng rồi. Ồ, hóa ra tướng công cố ý chọc thiếp sao? Đại nam nhân sao lại nhỏ nhen như vậy? Cao Văn Tâm tức giận, vỗ lên mông của hắn một cái, chiếc miệng nhỏ chu ra hờn dỗi, lại cười làm lành mà cầu xin: người ta biết sai rồi. Đại lão gia mau mau dậy đi, người ta dâng trà, tạ tội không được hay sao? Nữ nhân đúng là ba ngày không đánh thì đã leo lên phòng lật ngói rồi. Thật sự cho rằng lão gia dễ nói chuyện như vậy hay sao? Không thu thập được nàng sao? Hôm nay ta lười không dậy nổi, xem ai bị người ta chê cười nào. Đấu với ta sao?
thật là tiểu nha đầu mà. Dương Lăng đang dưng dưng đắc ý, muốn làm khó nàng thêm, nhưng từ xa lại vọng vào một giọng nói cực kỳ lớn. Tiểu nha đầu, ngươi ra đây ngay, có bản lĩnh thì cả đời đừng có ra khỏi hậu viện. Đây là giọng của Lưu Đại Bổng Trùy. Dương Lăng nhất thời lăn người dậy, lỗ tai thất thần nghe loáng thoáng có người nói chuyện, dường như đang dặn dạy Lưu Đại Bổng Trùy. Sau đó Lưu Đại Bổng Trùy lại hét lên: Tay phục của ta, trên y phục của ta toàn lỗ thủng, ăn mày cũng chưa thảm đến như vậy đâu. Tiểu nha đầu, ngươi ra đây. Quốc công gia, tiểu nhân thật oan uổng, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân á. Lộn xộn vậy, là đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Lăng vén chăn lên, cong người nhảy bật dậy như một con cá vậy. Lại nói, vừa có một trận tuyết lớn rơi xuống đại đồng, một mảnh trời đất mênh mông, cánh đồng bao la bát ngát, bao trùm một màu trắng bạc. Lúc bấy giờ, phóng mắt nhìn ra xa xa thì phải nheo cả mắt lại để mà cản bớt tia sáng chói mắt. Ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời sau tuyết trong xanh, gió cũng thổi yếu đi rất nhiều. Có hai viên tướng lĩnh kéo chiến mã dẫm lên nền tuyết đọng mềm xốp, nương theo tiếng soạt soạt mà vừa đi vừa trò chuyện. Sau lưng có mười mấy thân binh cách xa hơn 10 trượng. Ta đang tuần sát ở Tam Biên nhận được cấp báo của ngài thì vội vàng quay về đây, không ngờ lại điều ta hồi kinh. Mùa đông năm trước mới đến đây xong, cả một năm trời vất vả mới chỉnh đốn ra được bộ mặt này, ta thật sự không nỡ rời đi cả. Dương Nhất Thanh dùng roi vuốt rỉa mũ, mỉm cười nói với Vương Thủ Nhân: Quốc công tiến cử đại nhân vào binh bộ, tất nhiên là trong kinh càng gần ngài hơn rồi. Chuyện ở Tam Quan đại nhân cứ yên tâm đi, bây giờ thắt đát ốc còn không mang nổi mình ốc. Bây giờ là mùa đông, sẽ có nhiều bộ lạc nhỏ không tìm được đường sống, sẽ mạo hiểm đến cướp bóc, cũng không có chuyện gì lớn cả. Vương Thủ Nhân chắp hai tay sau lưng, trong tay nắm lấy dây cương ngựa. Ngựa của ông ta được huấn luyện vô cùng tốt, dây cương trong tay được nới lỏng, nhưng con ngựa lại tự động theo sát sau lưng ông ta, thở ra từng ngụm hơi thở như xương trong tay của hắn. Dương Nhất Thanh thở dài một tiếng nói: Bá An này, có ngươi ở đây thì ta đương nhiên yên tâm. Hiện tại thiên hạ này chính là như vậy đấy, ở nơi càng nghèo càng loạn thì càng thích hợp mà cướp bóc đánh giặc. Dù sao thì ngoại trừ một cái mạng ra, bọn họ cũng không thể thua được cái gì nữa rồi. Người tái ngoại càng không tiếc mạng, ngươi cũng không thể xem thường được. Điều ta lo lắng nhất là một khi ta rời đi rồi, nơi này chỉ còn lại có một mình ngươi. Tướng lĩnh biên quan ai cũng kiệt ngạo bất tuân, vô cùng chú trọng việc phân biệt đối xử. Ta mất một thời gian chỉ có thể miễn cưỡng khiến cho bọn chúng tín phục thôi. Ngươi vốn chỉ là một chủ sự binh bộ, ta thật sự sợ ngươi không khống chế được những mãnh tướng này. Đại nhân, muốn làm cho những mãnh tướng biên quan này nghe theo đương nhiên là rất khó rồi. Nhưng đại nhân hồi kinh, sao lại chỉ có đấu dũng đấu trí đơn giản như vậy chứ? Gánh nặng trên vai đại nhân rất lớn, quan trường càng hiểm ác hơn so với chiến trường. Kinh sư hiện tại là càng rắc rối phức tạp, Thạch Tông Công phải cẩn thận một chút. Ta chỉ cố gắng hết sức thôi. Dương Nhất Thanh cười khổ nói: Lưu Cẩn, thuận nước đẩy thuyền, đẩy Dương đại nhân lên ngồi ghế quốc công, ngoài thăng trong giáng, tước hết mọi quyền lực. Triều đình hiện nay dường như đã trở thành thiên hạ của họ Lưu rồi. Ta hồi kinh rồi chẳng qua cũng là một binh bộ thị lang mà thôi. Tam đại học sĩ trong triều còn bó tay không có cách gì đối với Lưu Cẩn thì ta có thể làm gì được đây? Ánh mắt của Vương Thủ Nhân chợt lóe, vừa muốn mở miệng thì đột nhiên nhìn thấy một con cẩm kê kéo chiếc đuôi ngũ sắc dài thượt của nó, rồi rào sức sống chạy ra từ trong rừng tùng phía trước. Vương Thủ Nhân lập tức thả dây cương trong tay, trở tay tháo báo thay cung thần lực của mình xuống, thuận tay rút ra một cây điêu linh tiễn trong ống ta, động tác không chút do dự. Dây cung phụt một tiếng vang lên, con cẩm kê kia bị thần tiễn bắn trúng, văng ra xa hơn một trượng, ngã xuống nền tuyết. Chúng thân binh phía sau cùng hô hào ủng hộ, một binh sĩ kích động chạy đến nhấc con cẩm kê lên. Dương Nhất Thanh vuốt râu cười nói: Bá An thần tiễn hành động thì lưu loát, thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt mà. Vương Thủ Nhân treo cung lại trên yên ngựa rồi cười nói: Lát nữa đem lột con cẩm kê này, rồi lại hâm thêm một bình rượu ngon để tiễn biệt đại nhân. Dương Nhất Thanh cúi người vốc một nắm tuyết trắng vo thành viên, hung hăng cắn một miếng băng tuyết xuống bụng, làm tinh thần rung lên, y cười vang: Tốt, hôm nay huynh đệ chúng ta sẽ ngoại lệ uống rượu một bữa, vui vẻ sung sướng uống say một phen. Trung lương trong triều đều bị áp chế, Dương Nhất Thanh ta lần này vào kinh sẽ dốc hết nhiệt huyết đấu một trận với Lưu Công Công hắn. Vương Thủ Nhân khẽ lắc đầu nói: Nếu là vậy, Thạch Tông Công dĩ nhiên có thể lưu danh sử sanh, nhưng có lợi gì đối với giang sơn xã tắc, lê dân bách tính chứ? Đại nhân cũng sẽ cô phụ ủy thác lúc lâm nguy của Uy Quốc Công, cô phụ nỗi khổ tâm triệu ngài về kinh chủ trì đại cục rồi. Sao? Cái gì? Dương Nhất Thanh đột nhiên dừng lại, nhìn Vương Thủ Nhân, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, một lúc lâu sau mới nói: Bá An, ta và ngươi là đồng đội, lại là huynh đệ, có gì thì cứ nói thẳng, đừng vòng vo tới lui. Ngươi muốn nói Uy Quốc Công tiến cử ta vào triều làm binh bộ thị lang còn có mục đích sâu xa hơn hay sao?
Nhưng chức quan binh bộ thị lang tuy không thấp, nhưng làm sao có thể đối kháng với Lưu Cẩn được đây? Huống hồ binh bộ thượng thư Lưu Vũ xuất thân cũng là môn hạ của Uy Quốc Công, tác dụng của ta càng thêm hữu hạn thôi. Vương Thủ Nhân lắc đầu mỉm cười nói: Thạch Tông Công nghĩ xem vì sao Uy Quốc Công điều ngài vào triều chứ? Dương Nhất Thanh hít sâu một hơi, oán hận mà nói: Hoàng thượng cho rằng Uy Quốc Công bị kẻ gian làm hại nên ban chức quốc công. Uy Quốc Công hồi kinh, Lưu Cẩn nhân cơ hội thực hiện lệnh của hoàng thượng, đoạt lấy quyền lực của Dương đại nhân, một mình nắm triều chính. Dương đại nhân điều ta vào kinh có lẽ bởi vì quá khứ của ta miễn cưỡng có thể xem như lão thần, trong triều cũng có hy vọng nhất định có thể đả kích vẻ kiêu ngạo bệ vệ của Lưu Cẩn một phen. Vương Thủ Nhân cười ha ha nói: Thạch Tông Công là một quân tử nên lĩnh ngộ quyền mưu cơ biến hơi kém một chút, làm quan trong triều ngồi lên vị trí cao mà không giành quyền mưu thì rất khó đứng vững được. Quyền mưu đồ quyền lực biến hóa linh hoạt đều không thể thoát khỏi một chức quyền, âm mưu đa dạng suy cho cùng cũng là một chức quyền mà thôi. Làm sao mà tranh đoạt quyền lực, làm sao khống chế quyền lực, làm sao củng cố quyền lực kìa. Quyền và quan không hoàn toàn là một thể, quyền giống như binh lính ở trong tay chúng ta vậy, quan chính là thành trì chúng ta trú đóng. Người tạm thời rời khỏi thành trì này nói không chừng không có binh lính ở trong tay, mà người chiếm cứ toàn thành rất có thể chỉ lấy được một tòa thành trống. Được mất nhất thời thì có là cái gì chứ? Thạch Tông Công cho rằng Uy Quốc Công Dương Lăng thật sự đã mất quyền rồi hay sao? Dương Nhất Thanh suy tư nói: Người muốn nói Dương đại nhân đang lấy lui làm tiến hay sao? Nhưng ngài ấy đã ra khỏi nội sướng, từ chức hải vận đốc sát đại thần rồi, hiện tại chỉ là một đó phó soái của ngoại tứ gia quân ở kinh doanh mà thôi, gần như là rất khó tham dự triều chính một lần nữa. Ngài ấy đã lui đến bước này rồi, lẽ nào còn có cơ hội lật ngược thế cờ hay sao? Vương Thủ Nhân sung sướng cười: Đại nhân, Uy Quốc Công trước nay đều chỉ ở ngoài rìa, bất kể là trong đám quan văn hay quan võ, Uy Quốc Công đều thay đổi giữa chừng, nhanh chóng thiết lập công lao và mạng lưới quan hệ khổng lồ của mình. Ngài nói xem, quyền lực và uy tín của ngài ấy từ đâu mà có? Thống lĩnh thị vệ thân quân của hoàng đế chỉ là một chức quan do hoàng thượng tiện miệng phong mà thôi, căn bản là không có một chức quan nào trong phẩm bậc võ tướng cả. Vốn dĩ cũng chỉ phụ trách an toàn của bảy tòa hoàng trang trong kinh sư mà thôi. Nhưng Uy Quốc Công nhậm chức ở đây đã làm được bao nhiêu đại sự rồi? Còn nội sưởng ư? Sưởng vệ có thể nào? Cũng là tổ chức trong cung của hoàng thượng, mặc kệ ông ta quyền thế ngút trời cũng không can thiệp vào được triều chính, cũng không có quyền can thiệp triều chính. Nhưng Uy Quốc Công làm sưởng đốc trong nội sưởng thì có thể khống chế hai sưởng một vệ, chống lại lục bộ cửu khanh, trực tiếp can thiệp triều chính, tự thành một nha môn. Ngài nói xem, Uy Quốc Công đã làm quan chính thức bao giờ chưa? Nhưng quyền lực của ngài ấy không nhỏ chút nào. Vương Thủ Nhân nói: Quyền của Uy Quốc Công chính là bản thân ngài ấy. Nếu ngài ấy đi đông sướng, vậy khống chế ba sướng một vệ chính là đông sướng. Ngài ấy tới tây sướng thì khống chế ba sướng một vệ chính là tây sướng. Ngài ấy có thể biến sắt thành vàng, dĩ nhiên cũng có thể biến vàng thành sắt được. Thà rất hoài nghi thứ mà Uy Quốc Công giao cho Lưu Cẩn chỉ là thứ rách nát gì đó mà thôi. Dương Nhất Thanh có chút đã hiểu ra. Vương Thủ Nhân lại nói: Đại nhân, ngài còn chưa nhìn ra hay sao? Thứ mà đương kim hoàng thượng tuyệt đối tín nhiệm chính là vốn liếng mà Uy Quốc Công tranh đoạt quyền lợi. Nhiều chiến công và chiến tích hiển hách mà ngài ấy lập được chính là vốn liếng để ngài ấy khống chế quyền lực. Có hai điều kiện này rồi thì bất cứ lúc nào ngài ấy cũng có thể mang binh ra khỏi thành, cũng có thể ở lại thành điều binh, còn có thể bỏ lại binh và thành mà xin nghỉ hồi hương kìa. Hiện tại Uy Quốc Công thu hồi vuốt sắc, hứng chí bừng bừng đóng giả sư tử giữa cửa. Nhưng nếu quả thật có người xem ngài ấy là một tảng đá bày trí mà thôi, nghênh ngang ra ra vào vào trước mặt ngài ấy, vậy khi nào thì lộ ra răng nanh cắn người, còn phải coi tâm trạng của ngài ấy nữa kìa. Dương Nhất Thanh giật mình hưng phấn nói: Dương đại nhân đang giả thành Trịnh Tăng Công nuôi họa trừ gian sao? Đệ đệ của Trịnh Tăng Công chiêu binh mãi mã có ý tạo phản, các đại thần khuyên Trịnh Tăng Công gọi đệ đệ đến giáo huấn một phen, bảo ông ta an phận một chút, lại bị Trịnh Tăng Công mắng to một trận, cố ý lộ ra tin tức cho huynh đệ biết. Do đó ông ta càng không cố kỵ gì mà làm bậy. Ngươi khuyên người muốn tạo phản an phận thì anh ta có thể an phận hay sao? Chỉ có thể hành động bí mật hơn để người ta khó lòng phòng bị, nói không chừng ngày nào đó có thể lật thuyền trong mương. Vương Thủ Nhân lại nói: Thế nhưng ông ta còn chưa tạo phản nên muốn nghiêm trị cũng không được. Lúc đó Trịnh Tăng Công làm việc cũng thật tuyệt tình, không chỉ không quan tâm, hơn nữa người muốn thu thuế thì ta để ngươi thu thuế, người muốn chiêu binh ta để ngươi chiêu binh, tích cực phối hợp, đồng tâm hiệp lực, thật sự là huynh đệ đồng lòng đánh tan quân giặc nha. Trịnh lão nhị cuối cùng cũng không phụ kỳ vọng của đại ca mình, thuận lợi tuyên thệ tạo phản, tội này cũng không thể miễn xá được, cuối cùng cũng chặt đầu coi như là xong.
trước hết nuông chiều phóng túng, thậm chí giúp đỡ một tay để đối thủ lăn lộn một phen. Đợi khi ông ta làm lớn chuyện rồi thì danh chính ngôn thuận mà tiêu diệt ông ta. Cái trò siếc lạt mềm buộc chặt này ở hậu thế không ngừng có người mô phỏng. Dương Nhất Thanh cũng không phải là không biết, chỉ là không ngờ đến mọi chuyện đã thông suốt rồi. Tuy nhiên, nếu như quả thật Dương Lăng dùng kế lạt mềm buộc chặt thì có hơi mạo hiểm. Từ xưa đến nay người sử dụng kế này đều có thực lực hơn xa đối phương, nhưng cố ý ra vẻ yếu hơn. Người dùng kế này đều nắm chắc khi đối phương bị mọi người xa lánh sẽ ra tay chế phục. Hiện tại Uy Quốc Công có thực lực gì đây? Chỉ dựa vào tín nhiệm của Hoàng thượng sao? Nhưng Lưu Cẩn cũng có sự tín nhiệm của Hoàng thượng. Hắn hoàn toàn không có ưu thế về điểm này. Chỉ triệu hồi mình về kinh thì có tác dụng gì với cục diện chính trị đây? Về chuyện này thì Vương Thủ Nhân cũng không nhìn thấu hoàn toàn. Hắn ta nhíu mi trầm tư một lúc lâu mới từ từ nói. Diệu kế của Uy Quốc Công ta ở nơi biên thành xa xôi thực sự cũng không thể nào thấu hiểu triệt để được. Ta nghĩ sau khi đại nhân hồi kinh, Quốc Công nhất định sẽ tìm cơ hội hội ngộ với đại nhân, tùy cơ mà hành động. Dương Nhất Thanh gật gù nói. Bá An nói quả không sai, 89/10 là như vậy. Nếu có chuyện này xảy ra thì sau khi ta hồi kinh, Quốc Công nhất định sẽ phân phó. Bây giờ ta cũng không cần lo lắng, đợi về kinh rồi thì sẽ biết trong hồ lô của Uy Quốc Công bán thuốc gì mà thôi. Trong lòng của Dương Nhất Thanh vẫn lo lắng, thế cục ở trong triều đình, thế lực của Lưu Cẩn căn bản không phải là thứ ông ta có thể lật đổ được. Đại học sĩ Dương Đình Hòa lại luôn không hợp với ông ta. Dương Nhất Thanh vốn định hồi kinh thì lập tức thượng tấu buộc tội Lưu Cẩn cai quản chính sự tàn ác, lệnh cho quân biên quan tự ý hành pháp, phạt tiền xung quân, khiến cho trời giận, dân oán, quân tâm bất ổn. Mặc kệ hành động này có thành công hay không, liều mạng cá chết lưới rách với ông ta ít nhất có thể làm cho Lưu Cẩn kiềm chế một chút. Nhưng sau khi được Vương Thủ Nhân nhắc nhở, ông ta mới ý thức được rằng tình hình kinh sư hiện nay thay đổi kỳ lạ, chưa chắc là một mình Lưu Cẩn chuyên quyền. Nếu như Dương Lăng thực sự chắc chắn có thể ngăn cơn sóng dữ thì chưa chắc chuyện này không thể làm được, không khỏi có chút vui mừng. Phía trước đã xuất hiện thành trì Đại Đồng sừng sững, Vương Thủ Nhân chợt nhớ tới một chuyện, nói với Dương Nhất Thanh. Ngày mai đại nhân phải trở về kinh, ta có một đề nghị phiền đại nhân chuyển cho Uy Quốc Công ra. Hoàng hậu Mãn Đô Hải Tháp Đát vẫn tạm giữ ở Vương phủ Đại Đồng. Lúc trước Quốc Công thương nghị với ta và ngài ở Đại Đồng, vốn dĩ suy xét đến một khi Hỏa Si và Bá Nhan Mãnh Khả cãi nhau đến trở mặt, thì lúc đó thế lực và uy vọng của Hỏa Si không bằng Bá Nhan, khó có thể chống lại được, không thể đạt được mục đích. Chúng ta khiến cho địch vì nội chiến mà thực lực suy yếu đi. Nước cờ này chuẩn bị khi cần thiết sẽ áp chế Hỏa Si, mà bây giờ... Dương Nhất Thanh hiểu ý cười nói. Ta hiểu, đại tướng Gia Tư Bố dưới tay Bá Nhan mượn cờ chinh phạt bộ lạc Vĩnh Tạ mà phản loạn, xuất lĩnh bộ lạc của mình đến giải thảo nguyên Liễu Ngạc Nhĩ, Đa Tư và Cam Túc Ngoại, phụng chiếu nhưng không về, giữ binh trong tay, dã tâm bừng bừng. Theo sự rơi đài của Bá Nhan Khả Hãn, những đại tướng có thực lực trong nội bộ Thát Đát đã bắt đầu có dị tâm rồi. Ông ta rời đi đã làm thực lực của Bá Nhan Khả Hãn suy yếu đi rất nhiều. Hỏa Si xem xét thời thế, sau khi lựa chọn liên kết với bộ tộc Ngoã Lạt, lại thêm sự phản bội của Gia Tư Bố, cứ thế một bên tăng một bên giảm. Hiện tại Hỏa Si đã có thể quyết chiến công bằng với Bá Nhan được rồi. Còn cờ Mãn Đô Hải này không cần phải đặt lên người Hỏa Si, mà là... Dương Nhất Thanh mỉm cười dừng lại. Vương Thủ Nhân nói tiếp. Song hùng cùng tồn tại, phải diệt một bên thì mới thống nhất được thảo nguyên. Hiện tại đã có thêm một Gia Tư Bố đến góp vui, vậy chứ bằng chúng ta tặng ông ta một phần lễ vật nhỏ. Thực lực của ông ta vẫn có thể cầm binh, nhưng muốn giành thiên hạ với Hỏa Si và Bá Nhan thì vẫn chưa đủ. Chỉ cần Mãn Đô Hải rơi vào tay ông ta có thể vươn cao ngọn cờ, nhân nghĩa kêu gọi một số bộ lạc trung thành của Mãn Đô Hải ở hai bên Hỏa Si Bá Nhan, tạo thành thế chân vạc. Việc này càng có lợi cho chúng ta hơn kìa. Vương Thủ Nhân nói xong, hai người nhìn nhau cười lớn, tới trước cửa thành cao lớn. Cầu treo từ từ buông xuống, trong lòng Vương Thủ Nhân thầm nghĩ. Dương đại nhân tuyệt đối sẽ không cam lòng mà rời khỏi triều đình, để mặc Lưu Cẩn tắc ai tắc quái như vậy đâu. Nhưng hắn đã giao ra binh rồi, lại giao cả thành, cuối cùng phải làm sao để thu hồi binh mã, thu hồi thành trì một lần nữa đây. Ngày tháng rời khỏi trung tâm quyền lực không thể quá lâu, để lâu tất sinh biến, đến lúc đấy hắn không thể xoay chuyển trời đất được. Điều Thạch Tông Công hồi kinh chỉ là để tăng thực lực đối kháng với Lưu Cẩn thôi hay sao? Sẽ không đơn giản như vậy. Dương đại nhân ơi là Dương đại nhân, rốt cuộc ngài có chủ ý gì đây? Ngàn vạn lần đừng có khéo quá mà hóa vụng, khiến cho Lưu Cẩn thật sự nắm được đại quyền lớn ở trong tay kìa. Vó ngựa lộp cộp, Trấn Soái Tam Quân tân nhiệm Vương Thủ Nhân đang trầm tư, sánh vai vào thành với Dương Nhất Thanh. Cũng trong lúc đấy, hiện tại có hai chuyện cần phải chú ý, những chuyện khác thì tùy ý Lưu Cẩn làm đi. Dương Lăng ngồi trên ghế, mặt mày hớn hở mà nói. Bây giờ hắn mới biết
là một quan tuyển phò mã cho đại hôn của công chúa, không cần cả ngày đều phải tự mình ra mặt, chỉ là làm theo thông lệ. Tuyển chọn phò mã tuy rằng không đến mức qua năm cửa chém 6 tướng, nhưng cả quá trình tuyển chọn cũng phải có tới 6-7 lượt mới có thể chọn ra người kiệt xuất vào danh sách vòng 5. Lúc đó mới cần hắn và hai vị quan tuyển chọn hôn khác thực hiện vòng chọn cuối cùng này, chọn ra 3 người vào cung. Trong 3 người vào cung này, chọn ra 1 người làm phu quân cho công chúa Vĩnh Phúc, rồi 2 người còn lại sẽ được đưa vào thái học học, làm một thái học sinh xem như là giải an ủi. Nếu là vậy, hắn đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà cả ngày lắc đầu như trống bỏi. 3 vị quan chủ tuyển giao lại toàn bộ công việc cho bọn nhân viên dưới quyền, còn mình thì bận rộn việc riêng khắp nơi. Xin quốc công chỉ rõ. Dương Thận khom người nhận lấy mâm trái cây Cao Văn Tâm đưa qua, hắn cười nói: "Xin đa tạ phu nhân, hạ quan e sợ." Cao Văn Tâm mặc một thân quần áo vui mừng của tân nương tử, đỏ rực như lửa, tươi như thạch liệu, đầu mày khóe mắt lộ ra vẻ phong tình của tân nương tử. Nàng hé miệng cười: "Ngài là bạn tốt chi giao của lão gia, vào cửa phủ cũng không cần câu nệ lễ nghi quan trường như vậy." Nói xong kín đáo ẩn ý liếc Dương Lăng một cái, hơi cúi chào nói: "Lão gia, tiếp thân đến chỗ của phu nhân thăm đại nhân, lui xuống trước đây." "Đi đi 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 đi, mấy người các nàng cũng đừng học thói xấu của nó, ôm ôm ấp ấp, kết quả là bây giờ không ôm không ngủ được kìa. Cứ khăng khăng ngoại trừ hai hầu gái ra thì chỉ nằm ngủ trong lòng của ta thôi. Theo như Tuyết Nhi nghiên cứu, nó là cánh tay của ta thô to hơn của các nàng, gối lên rất thoải mái, nó thì thư thái, còn ta đây chẳng phải là mệt chết hay sao?" Cao Văn Tâm che miệng cười, lại gật đầu hành lễ với Dương Thận rồi duyên dáng lui xuống. Dương Lăng hớp ngụm trà rồi nói: "Việc thứ nhất liên quan đến binh bộ, mấy ngày trước đồn ra tin ta chết, mật thám trong kinh truyền về tin tức Lưu Vũ đã bắt đầu dao động, từng thể hiện thiên ý thiện ý với Lưu Cẩn, có ý đầu nhập vào. Người này lòng hám lợi, trung quy cũng quá mạnh, lần này ta lui xuống cũng khó đảm bảo gã không có lòng riêng." Dương Thận cầm một miếng trái cây lên nhẹ nhàng bỏ vào miệng rồi mỉm cười lên tiếng: "Quốc công chỉ cần nói kế hoạch cho Lưu đại nhân biết." Dương Lăng chậm rãi lắc đầu: "Lưu Vũ không phải là đồng minh trong quan trường của ta, ai ai cũng biết ông ta là người chung đường với ta, hơn nữa đứng sau ngay Tiêu Các lão là người quyền vị cao nhất. Người như vậy luôn có hai mặt, nhìn tình thế mà lựa chọn, tất nhiên ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Ta chuẩn bị để cho ông ta đi, huống hồ nội sở nó bị vơ vét sạch rồi, Lưu Cẩn sớm muộn gì cũng sẽ phát giác ra. Nếu không có người có phân lượng như Lưu Vũ thật lòng đầu nhập vào chỗ của ông ta nhất định nghi ngờ hành động nhường quyền của ta." Ánh mắt của Dương Thận chợt lóe, tỉnh ngộ mà nói: "Quốc công điều Dương Nhất Thanh hồi kinh hóa ra là dự định thế sao? Binh bộ thượng thư trong binh bộ quản lý tất cả mọi việc, mà việc thăng giáng điều động tướng lĩnh cụ thể đều do Tả Thị Lang phụ trách đề xuất chọn người, sau đó do lại bộ ra quyết định cuối cùng chính lên hoàng thượng. Bây giờ do Dương Nhất Thanh làm binh bộ Tả Thị Lang, khống chế việc tuyển người cho việc thăng giáng tướng lĩnh, lại có hạ quan làm cấp sự chung ở lại bộ giám sát ứng viên cuối cùng mà lại bộ quyết định. Như vậy thì dù cho Lưu Vũ có đầu phục Lưu Cẩn thì tác dụng cũng chỉ có hạn mà thôi." Dương Lăng cười nói: "Đúng vậy, Lưu Cẩn vẫn có ý dụ dỗ hoàng thượng, chưa phạm lỗi đáng chết nào cả. Người nói rất đúng, nếu ta và ông ta không ngừng tranh giành văn võ cả triều chưa làm hai phái, cứ thế mà đấu với nhau vài chục năm thì nguyên khí triều đình nhất định sẽ bị tổn thương nặng nề kìa, chỉ e dùng cả 100 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục lại được. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu tùy cho ông ta gây họa tự tìm đường chết, mặc ông ta phạm pháp làm loạn cả triều chính, bại hoại kỷ cương, đợi khi thu thập đủ chứng cứ đủ để lật đổ ông ta rồi thì có thể ra tay tiêu diệt gọn gàng. Nơi nào cũng có thể loạn, chỉ riêng binh bộ thì là không thể. Binh bộ nắm giữ binh mã thiên hạ trong tay, ta điều Dương Nhất Thanh hồi kinh chính là muốn gia tăng thực lực của binh bộ để tránh cho Lưu Cẩn đoạt được kìa." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 150 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.